mọi người sẽ hơi thắc mắc một chút về việc tại sao con cúc nào cũng gọi là chú Bun. Cô ấy là một người ngại ngùng ấy. Cô ấy đã từng hỏi qua về việc này rồi. Hỏi tại sao con không gọi là ba Bun giống như là chị My, chị Tiên hay là kể cả chị Lâm ở trong nhà. Thì bạn bảo bạn ngại. Bạn nói rằng là cho đến khi nào con cảm thấy hết ngại thì con sẽ gọi là ba. Dạ sao rồi. Mua dưa cho mấy mẹ con nè. Wow. Dưa phô mai nha. Bốn tám giờ qua. Mua nhà mày thì ra những cái miếng. Đây cả hai mà đi về. Nó vừa có mình có ba nhỉ. Cho đến khi nào con cảm thấy hết ngại thì con sẽ gọi là ba. VIP Family Link hoàn đến 10% giáo dục, bảo hiểm, y tế. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show từ ngày 16 tháng 3 2024.